Mới dưới lẹ không làm to đâu, nghe trước mặt vậy. Cái gì? Sao? Bước ra không có giỡn mặt giỡn sao. Rồi giờ sao? Quên, nãy giờ tôi quên quay để tôi có bằng chứng cho bà về cái chuyện là bà chửi bớt. Rồi tiếp đi, chửi đi. Tại sắp lương mới quay cho sao giỡn làm người hiền vậy? Chửi, đâu quay ra. Bước ra. Con này sao? Bụng má mày chán làm thế mà. Con này sao? Trời ơi, mẹ con nghệ sĩ mà chửi trời. Chọc tao điên không? Ai làm chọc tao điên đọc nào? Chọc gì điên? Sao nói lại nghe coi. Ê ê, cái thằng mất dạy, mày bước ra cho tao. Tiền không có mà ăn thì sao? Chọc đất mà ăn thật. Tiền không có mà ăn mà mua gì? Mà mua gì? Mà suốt ngày mua gì? Mới nói gì nữa? Ê đi. Chọc điên. Tao mua nhà cũng chửi. Sao? Bà giờ sao? Muốn gì? Nói đi, tiến một đi. Hay ha công nhận. Cứ thế mới quay lại diễn liền là bắt đầu đóng vai hiền lành liền. Hồi nãy nhớ đang chửi xô lắm. Mẹ cái thằng mất dạy. Mẹ chửi xô lắm mà, xong chửi tiếp. Chửi đây nè. Tôi là tôi sẽ lắp một cái camera dưới này nè, 24/24 để cho mỗi lần bà chửi là bà sẽ nhớ lại là bao nhiêu khán giả đó nhìn cái miệng chửi. Trời, tao đéo sợ. Trời ơi. Trời, con này biết sợ ai chưa nha. Dê dễ hả? Ừ. Nói gì khán giả luôn. Địt mẹ. Ai nuôi mình ngày nào mình sợ trời. Trời ơi. Đoạn này là hot hit nha. Đoạn là cái mẹ mà hot. Hot khắp chợ Trần Hữu Trang luôn á. Ủa má. Ủa má sao? Ê, tao bắn đi. Ừ. Thằng thiệt là tức nó lắm rồi đó. Trời, bây giờ mất cái chuyện. Hay tay thì làm bé mà cái miệng thì chửi liên hồi công nhận. Cứ ba mà qua. Hay quá, tuyệt vời. Này là gọi là động tác gì? Đây là động tác gì? Không chắc luôn. Đẹp quá trời, mặt với miếng rau trên mặt đẹp quá trời đẹp. Duyên dáng. Hôm nay thấy miếng rau ngay trên mặt. Để miếng rau. Đi ra. Nấu món gì vậy? Không cần biết, miễn có ăn được rồi. Đi chợ hết nhiêu tiền? Hôm nay đi chợ hết nhiêu tiền? Không chịu bạc với mấy đàn rể. Vậy hả? Ừ. Tưởng dạ này, mà tưởng đi ngoài chợ anh ta cho. Trời ơi, muốn xin thì người ta cho. Xin sao thì người ta cho. Cái ra nó cái đói người ta xin người ta cho. Chứ đâu phải đâu, mọi người người nổi tiếng thì người ta cho đồ ăn chứ. Bước ra cái thằng mất dạy. Rồi, chà đào xích ra, để đi quay mẹ coi. Đi mà mắt còn liếc liếc nữa chứ trời con. Nó khùng mà nó còn nặng nữa trời. Ai khùng. Ê. Rồi mập. Bé còn nghe sạch sẽ quá ha. Con giỡn nó bé ơi, mệt quá đi. Mệt chưa? Để chúng ta làm việc mệt quá. Mệt rồi hả? Làm việc đi nha, bye bye.